Có một số bạn khi mới chơi beta, mới sáng sớm đi kiểm tra cá mà gặp trường hợp như này, như này, như này và như này thì lại hoảng hốt không biết nó bị cái gì. Trời ơi, nó không có bị sao hết á. Đó là một dấu hiệu tốt nữa là khác. Khi một con beta trống bắt đầu nhả bọt, đó là dấu hiệu cho ta thấy nó đang rất thoải mái ở môi trường sống hiện tại. Thường thì những thằng nhả bọt nó rất là sung, nó sẵn sàng chọi một một với bất kỳ đứa nào, và nó đang khẳng định với bạn là máu liều của nó nhiều hơn máu não. Và đây cũng là dấu hiệu cho ta thấy nó đã sẵn sàng cho việc sinh sản. Vậy cho nên đừng có hoảng hốt khi thấy những tổ bọt này nha, và cũng đừng phá đi nha, vì đó cũng có thể là cách để nó biểu lộ cảm xúc cho bạn thấy đó.